Mặt trời nhô lên khỏi đỉnh A Lạc Sơn, đỏ đầy, tiếng chim chóc cất tiếng báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Mưa phùn, kèm theo những cơn gió lạnh thổi tới, làm rung rinh cành đào phai trong gió. Vậy là một năm mới lại bắt đầu, năm Giáp Thìn, 2024. Người đàn ông xoa mạnh hai lòng bàn tay vào nhau cho đỡ lạnh. Cũng như bao người khác, anh đã phải đi bộ 30 phút đồng hồ để lên được ngôi chùa này. Chùa Vân An tọa lạc trên đỉnh núi A Lạc Sơn, quanh năm mây mù che phủ. Từ chân núi lên, chỉ có một con đường lát đá duy nhất, đã nhuốm màu thời gian theo tháng năm. Anh cũng không biết ngôi chùa này được xây dựng từ khi nào, chỉ biết là nó đã đứng đây rất rất lâu rồi. Bao thế hệ từ cụ anh, ông bà rồi đến bố mẹ anh đều đã lên đây dâng hương cầu nguyện. Nhưng ngày hôm nay, anh mới đặt chân lên đây lần đầu sau gần 40 năm cuộc đời. Cũng vì anh đã mệt mỏi quá rồi, anh đã kiệt sức rồi, sóng gió ngoài xã hội, chuyện cơm áo gạo tiền đã quật ngã anh, một người đàn ông mạnh mẽ, luôn chăm chỉ, nỗ lực, tràn đầy ý chí vươn lên, thành một người đàn ông thực sự cảm thấy bất lực và bất công đối với cuộc đời. Năm cũ qua đi, một năm mới lại đến. Năm nay, anh quyết định lên đây để thắp nến nhang, cầu nguyện cho cuộc đời, để tìm cho mình một chút an lạc trong lòng, gác lại những chuyện không hay đã qua, để đón một năm mới khởi sắc hơn, thịnh vượng hơn. Bên ngoài lạnh lẽo là thế, mà khi bước qua bậc cửa của ngôi chùa và sảnh chính, anh lại thấy nơi đây ấm áp lạ thường, cùng với mùi hương thoảng dịu, khiến anh như quên hết mọi khổ đau của thế tục, để thấy lòng mình thật an nhiên. Vị thiền sư già chậm rãi cắm từng nén nhang và bát hương. Thời gian đã lấy đi của ngài tuổi trẻ, sức khỏe, nhưng không thể nào làm mờ đi đôi mắt tinh anh, sáng rực, chứa đầy sự thông tuệ của một bậc hiền triết. Đôi mắt ấy hiền từ và bao dung, nhìn tất cả mọi người, mang lại cho bất cứ ai trong căn phòng này một cảm giác thật yên lòng. Mọi người lặng lẽ tìm cho mình một chỗ ngồi, rồi ngồi xuống, xếp bằng theo tư thế liên hoa để đợi vị thiền sư bắt đầu bài thuyết pháp đầu năm mới. Tiếng chuông chùa ngân vang trong gió, len lỏi vào tận nơi sâu thẳm nhất của lòng người, âm vang rồi dần dần tan vào hư vô. Vị thiền sư cùng các đệ tử của mình đang dần hoàn tất nghi thức thờ cúng đầu năm. Sau đó, ngài ngồi xuống, xếp bằng theo tư thế liên hoa trên một tấm đệm nhỏ, rồi nở nụ cười thật hiền từ, nhìn tất cả mọi người, rồi cất tiếng. Đầu xuân năm mới, trước hết, ta xin gửi lời chúc năm mới hạnh phúc, bình an, phát đạt tới các chúng Phật tử. Ngày hôm nay, mọi người ngồi đây có điều gì thắc mắc, xin hãy cứ mạnh dạn hỏi, ta sẽ giải đáp cho từng người một. Một người phụ nữ trung niên đứng dậy, chắp tay cúi lại vị thiền sư rồi hỏi. Dạ, kính thưa thầy, đầu xuân năm mới, con là một người sinh năm Giáp Dần, năm nay 51 tuổi, thầy có thể cho con lời khuyên, năm 2024 Giáp Thìn này, con cần lưu ý những gì không ạ? Vị thiền sư nở nụ cười hiền từ nhìn người phụ nữ, rồi từ tốn trả lời. Tuổi Giáp Dần, có vận số lập định trì hồ, hổ dựng giang san, là người thông minh, khôn ngoan, đa tài đa nghệ, thích bay nhảy, có nhiều tham vọng, thích làm chuyện lớn, làm việc có hiệu quả nhưng thiếu nhẫn nại, thích mới lạ nên dễ đổi rời. Là người tự tin ở bản thân,
không muốn nhờ cậy nương tựa ai, tính tình rộng rãi, khẳng khái, có khả năng lãnh đạo, chỉ huy. Tuy nhiên, chữ tài liền với chữ tài một vần, vì có lòng tự hào, ít khi bằng lòng với thành công hiện tại, nên khởi nhiều ham muốn thăng tiến không ngừng, dễ gặp sóng gió. Sinh Đặng Thu Đông là người phú quý, cuộc sống đủ cả danh lẫn lộc và gia đình cũng hạnh phúc hơn người. Nghịch sinh lỗi số, phải sống vất vả, gian truân, tình duyên khó chọn và xa xứ làm ăn mới hưng vượng. Dù sao, quý bà cũng ít khi thiếu thốn về tiền bạc vật chất, nhưng sự nghiệp không bền, tâm tư phải nhiều tính toán, lo lắng và phải đổi rời, bôn ba. Sự nghiệp đã thành từ trung vận, nhưng còn chao đảo. Số được gần người quyền quý, xa đạo hưng vượng, ổn định, vật chất đầy đủ, tiền của dư giả. Số khắc phụ tử, phải xa cha mẹ, hoặc phải nhận cha mẹ nuôi thì công danh, sự nghiệp mới vững bền. Số làm chủ gia đình, nắm quyền chồng, hậu vận phú túc giàu sang, con cái nên danh. Sự nghiệp, năm nay quý bà gặp sao La Hầu, kim tinh chiếu mạng. Đó là một hung tinh rất xấu cho nam giới, nhưng phụ nữ thì giảm bớt. Quý bà mạng thủy, sao La Hầu mạng kim, kim sinh thủy, cho nên bổn mạng phải chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ sao xấu này. Thật đáng lo lắng. Năm nay không có lợi cho công việc liên quan đến bất động sản, mua bán cũng như tu sửa, xây dựng nhà cửa. Năm nay gia đình hoặc bản thân có sự buồn, bản thân dễ bị tai tiếng, thị phi, sanh chuyện dày già, cãi cọ, có khi phải đáo tụng đình, thừa kiện tù tội. Cho nên quý bà cẩn thận trong giao tiếp, tránh đến những nơi đông đúc, gặp gỡ đông người, bản thân có thể bị tai nạn hoặc trong gia quyến người thân. Làm ăn gặp trở ngại, gặp khó khăn về tiền bạc, thu ít chi nhiều, bị mất của hay bị phạt vạ, tốn tiền vì những chuyện ngoài ý muốn. Sao xấu cả năm, nhưng nặng nhất là tháng giêng và tháng 7 âm lịch. Với hạn diêm vương, bất lợi đường máu huyết. Nếu có bệnh lâu ngày thì phải vô cùng cẩn thận. Bệnh sẽ có nguy cơ trở nặng hoặc gây biến chứng, phải chú ý điều trị đúng mức. Về tứ trụ, thiên phá, xấu, địa hòa, tốt. Trong năm, công việc làm ăn, công danh sự nghiệp gặp nhiều khó khăn, trở ngại, thất bại, thua thiệt, không gặp may mắn. Tuy nhiên, gia đạo, tình cảm có chuyện vui, như ý, có cơ hội làm ra tiền, dù phải chi tiêu nhiều thì cũng có cơ hội kiếm tiền để bù đắp. Sức khỏe bản thân và người nhà an ổn, đây cũng chính là động lực cổ vũ cho quý bà phấn đấu, làm việc. Một năm cực nhọc, cố gắng cũng sẽ vượt qua được những khó khăn, nhưng kết quả sẽ không như ý. Vận niên xấu là mã bị đau, cảnh ngộ ngựa chiến bị thương. Trong năm gặp bất lợi trong các mối quan hệ, dễ sinh tranh chấp, có thể đưa đến xung đột. Đặc biệt trong giao dịch mua bán nên cẩn thận để giảm bớt thiệt thòi, có thể bị lừa gạt, sang đoạt. Khi gặp chuyện, phải hết sức kiềm chế, nếu không thì phần thất bại sẽ thuộc về mình nhiều hơn. Tốt nhất là không nên vướng vào chuyện của người khác, không cạnh tranh với ai. Việc mình làm, gặp khó khăn nên bình tĩnh giải quyết. Phối hợp các yếu tố trên, đứng về mặt ngũ hành để luận dài. Tuổi Giáp Dần có can giáp thuộc dương, ngũ hành hợp mộc, chi dần thuộc dương, ngũ hành hợp mộc, can chi đồng hành nhưng lại được mạng sinh, không thuận, cuộc đời không được may mắn, phải vất vả nhiều. Năm nay niên canh mạng hỏa, quý bà mạng thủy, thủy khắc hỏa,
nên không được thuận lợi, cẩn thận công việc làm ăn vì có thể bị gián đoạn do rắc rối với pháp luật hay có sự tranh chấp. Sao hạn và vận niên yếu kém, phải đối phó với nhiều vấn đề nan giải. Đây là năm khá yếu kém đối với quý bà, cần phải nhẫn nại và chịu đựng. Xét về mặt tử vi, tiểu vận đi vào bại địa, bất lợi cho danh lộc lẫn phúc thọ, đồng thời còn có khả năng chiêu cảm các sự chẳng lành do sao hạn xấu gây ra. Đại hạn 10 năm, từ 45 đến 54 tuổi, sự nghiệp ổn định, gia cảnh an vui. Tiểu hạn năm nay đi vào bại địa, nhưng được ảnh hưởng tốt của đại hạn cũng giảm phần khó khăn. Cùng tiểu vận có hóa khoa tọa thủ, rất có lợi khi tiểu hạn đang xấu. Đây là một phúc tinh, đem lại nhiều may mắn, còn là một đệ nhất giải thần, có khả năng hóa giải, ngăn chặn những việc xấu. Đồng thời có thiên quan, thiên việt, thiên không là những tác nhân tốt, có lợi cho cuộc sống của quý bà. Tuy nhiên, gây ảnh hưởng không đáng vì bị thiên không hóa giải. Hạn cũng có nhiều phá bại tinh, chứng tỏ quý bà đang bị nhiều người chống phá, có thể gây trở ngại trong công việc làm ăn, cũng như gây tai tiếng, tranh chấp. Nếu không khéo nhẫn nhịn, còn có thể đưa đến kiện tụng. Nếu quý bà đang làm việc ở công sở, hãng, xưởng, được cấp trên tín nhiệm, nhưng lại bị đồng sự, đồng sanh ganh ghét, làm giảm uy thế, nên cố gắng chu toàn trách nhiệm, tránh mọi sơ hở để kẻ xấu không khai thác được khuyết điểm của mình. Nếu quý bà đang hoạt động ở môi trường tự do hay thương mại, càng phải đề phòng sự cạnh tranh bất chính, giấy tờ, hồ sơ, thuế vụ cần phải rõ ràng. Đây là năm sao hạn xấu, cẩn thận trong việc giao tiếp, dùng người, dễ bị lừa gạt, phản bội. Cùng mệnh có thiên đức, phúc đức hội nhập, dù hạn xấu nhưng có những quý tinh này nhập mệnh, cuộc sống vẫn có chiều hướng đi lên, chuyển hung thành kiết. Nếu cứ cố gắng làm việc, quý bà sẽ đạt được mục đích, nhiều việc được như ý, tài lộc dồi dào. Nên làm thêm việc thiện để chiêu cảm năng lực của các phúc tinh, cuộc sống càng tốt đẹp hơn, khó khăn càng dễ vượt qua. Cung tài bạch, tuy có đại hào hội nhập, nhưng có nhiều tài tinh hội tụ, quý bà tuy khó bảo toàn được lợi nhuận, nhưng vẫn có phần tích lũy đáng mừng. Nhìn chung các mặt, năm nay sao vận tuy không mấy sáng sủa, nhưng tử vi có nhiều phúc tinh, quý bà vẫn có nhiều cơ hội tốt để thăng tiến, tăng danh lộc. Cuộc sống dù phải đương đầu với những rối rắm, khó khăn, nhưng sẽ có người giúp đỡ, không vì vậy mà bị thua thiệt. Tuy nhiên, công việc làm ăn phải nên cẩn thận, đừng khởi nhiều ham muốn, cứ việc cũ mà làm, sự nghiệp vẫn có phần thăng tiến. Đặc biệt, cẩn thận trong giao dịch tài chính, mọi việc cần minh bạch để tránh phải đôi co, tranh chấp vì đang gặp hạn thiên tinh, thường sinh nhiều chuyện rối rắm. Đây là năm khó khăn nhưng không thất bại. Tình cảm, đời sống vợ chồng tương đối yên ổn, quý bà là người đảm đang, nhưng năm này dễ sinh nóng giận, vợ chồng cũng khó tránh một vài bất hòa. Nên giữ gìn lời nói, đừng để chuyện bé xé ra to, buồn lòng cho cả nhà. Với sinh, vượng, phù có lợi về chỗ ở, nhà đất, và con cái cũng có nhiều thành tựu. Khôi, việt, hỷ báo hiệu nhiều tin vui của con cái, cũng có thể có cưới gà, thêm người, thêm của. Với la hầu chiếu mạng, cẩn thận trong giao tiếp, đừng gánh vác hay nói chuyện người, dễ sinh đối chấp, bị tai tiếng. Đối với quý bà độc thân hay đang ở trong tình trạng ly hôn,
cần dè dặt trong quan hệ. Tuy có nhiều niềm vui nhưng sẽ gánh lấy nhiều nỗi buồn, và nhất là bị mang tai tiếng. Đây không phải là năm gặp được người để có thể trao thân, gửi phận, mà đa phần là những kẻ đến rồi đi, nên cẩn thận. Nếu đã có người vừa ý và muốn tiến thêm bước nữa thì không có gì trở ngại. Quý bà hợp với người tuổi Tân Hợi, 54 tuổi, Mậu Thân, 57 tuổi, Giáp Dần, đồng tuổi, khắc kỵ với tuổi Ất Mão, 50 tuổi, Quý Sửu, 52 tuổi, Kỷ Dậu, 56 tuổi, khai trương, nhận việc, xuất hành nên chọn giờ chẵn, ngày chẵn, tháng chẵn. Sức khỏe năm nay xào hạn không tốt, vận niên bất an, công việc làm ăn có nhiều biến động, sức khỏe thất thường, cần quan tâm đến các bệnh về đầu, mắt và tim mạch. Lái xe cẩn thận, bổn mạng có suy nhưng không nguy, mệnh có phúc đức, thiên đức, nên làm thêm việc thiện để phước sanh họa lùi, cuộc sống tốt đẹp hơn. Quý bà mạng số Giáp Dần, tuổi Mộc mạng Thủy được phần tương sanh, là người tài trí khôn lanh, có nhiều ý chí, công danh sớm vào. Số người phải chịu lao đao, sáng còn tối mất, đời sao động nhiều. Lại thích cuộc sống bồng phiêu, nhiều phen tàn tụ mới yên cửa nhà. Tình duyên gây lắm phiền hà, đi vào hậu vận mới là ấm êm. Những điểm đặc biệt trong năm: mùa xuân, tháng riêng và hai, công việc trì trệ, hào tài, gia đình có chuyện buồn. Tháng ba, sức khỏe có ốm đau, phòng tai nạn xe cộ, tài lộc trung bình. Mùa hạ, tháng bốn, có chuyện đôi co, rắc rối giấy tờ, tiền bạc. Tháng năm, tin vui về con cái, gặp may mắn. Tháng sáu, toàn tính khó thực hiện, nhiều lo buồn. Mùa thu, tháng bảy, có quý nhân giúp đỡ, công việc làm ăn thuận lợi, nhiều may mắn. Tháng 8 và 9, gia đình có hỷ sự, tài lộc khá, chi tiêu nhiều, có dịp đi xa. Mùa đông, tháng 10 và 11, công việc gặp may mắn, gia đình vui vẻ, tài lộc dồi dào. Tháng 12, hào tài, toàn tính được thành tựu, công việc làm ăn trở ngại vẫn vượt qua. Cúng sao hạn, mỗi tháng cúng giải sao hạn vào ngày mùng 8, từ 21 đến 23 giờ thắp 9 ngọn đèn hướng bắc làm lễ, bài vị giấy vàng ghi thiên cung thần thủ La Hầu tinh quân. Cứ như vậy, mọi người ngồi ở đây đều lần lượt hỏi về con giáp của mình trong năm mới. Sau khi ngài trả lời về vận hạn của 12 con giáp cho tất cả mọi người nghe, người đàn ông mạnh dạn đứng lên đặt câu hỏi. Kính thưa thầy, ai cũng nói con người sinh ra đã có số mạng, mà con thấy số con nó khổ quá thầy ơi. Con năm nay gần 40 tuổi mà chẳng có gì trong tay, làm ăn thì thua lỗ, bết bát, bạn bè thì lừa lọc nhau, gia đình cũng không được yên ấm. Con phải làm gì đây? Chả lẽ con cứ vậy mà chịu khổ cả đời hay sao? Con thực sự không cam tâm. Sư thầy nhìn anh thật hiền từ, rồi đưa tay chỉ anh ngồi xuống. Câu hỏi của con rất hay, và có lẽ cũng là câu hỏi mà rất nhiều người thường tự hỏi chính mình. Hôm nay, nhân dịp đầu xuân năm mới, ta sẽ kể cho mọi người nghe một câu chuyện về thuyết tự lập số mạng. Vương Liễu Phàm sinh năm 1533, thuở nhỏ đã sớm mất cha. Mẹ ông bảo,
ông từ bỏ đường công danh khoa cử để theo học nghề thuốc, vì cho rằng như thế có thể tự vừa nuôi sống bản thân, lại có thể cứu giúp người khác. Hơn nữa, việc ông theo học thành tựu một nghề để có thể lưu danh ở đời cũng là tâm nguyện từ trước đây của cha ông. Sau đó, có lần ông đến chùa Từ Vân, tình cờ gặp một cụ già cốt cách phương phi, râu tóc bạc, tướng mạo dường như tiên ông. Khi ông đến lễ chào cung kính, cụ già bảo: "Con là người trong đường quan tước, ngày sau ắt sẽ học lên cao, sau này còn chẳng lo việc đọc sách." Vương Liễu Phàm liền nói rõ nguyên nhân. Ông cụ bảo: "Ta họ Khổng, người Vân Nam, được chân truyền thuật toán số hoàng cực của Thiệu Tử. Theo mạng số, ắt rồi sau sẽ truyền thuật này cho con." Vương Liễu Phàm liền mời cụ già về nhà, đem mọi việc trình lên với mẹ. Về sau, xem xét những điều cụ già họ Khổng đã tiên đoán cho ông đều dần dần ứng nghiệm. Sau khi gặp cụ Khổng, ông khởi ý quay lại theo việc học hành khoa cử. Cụ Khổng lại đoán trước cho ông về đường khoa cử, nói rằng khi mới đi học, thi lần đầu ở huyện sẽ đỗ thứ 14, thi ở phủ sẽ đỗ thứ 71, thi ở tỉnh sẽ đỗ thứ 9. Sau khi Vương Liễu Phàm đi thi, ở cả ba nơi đều đỗ đạt đúng như thứ hạng ông ấy đã dự đoán. Cụ Khổng lại đoán số mạng trọn đời cho Vương Liễu Phàm, cho biết đến năm ấy sẽ thi đỗ thứ hạng như thế, sang năm ấy sẽ được chọn làm lẫm sinh, sang năm ấy sẽ được chọn làm cống sinh, lại sau đến năm ấy sẽ được bổ làm tri huyện ở tỉnh Tứ Xuyên, làm quan được 2 năm rưỡi, ắt sẽ cáo quan về quê, cho đến 53 tuổi, vào giờ Sửu ngày 14 tháng 8 sẽ mất tại nhà. Chỉ tiếc là không có con. Vương Liễu Phàm ghi chép đầy đủ những điều ấy, luôn nhớ kỹ trong lòng. Từ đó về sau, mỗi lần dự thi, kết quả đều không ra ngoài những dự đoán của cụ già họ Khổng. Riêng có một lần, cụ Khổng đoán rằng thời gian ông làm lẫm sinh phải nhận đủ 91 thạch nằm đấu gạo mới được lên cống sinh. Nhưng khi số gạo nhận được của ông vừa hơn 70 thạch thì tôn sư họ Đồ đã thông qua việc chọn ông làm cống sinh. Do đó, ông có hơi chút ngờ vực về sự tiên đoán của cụ. Chẳng ngờ sau đó, có vị quan tạm quyền họ Dương vừa chuyển đến lại bác bỏ việc này, nên phải đợi đến năm Đinh Mão, Vương Liễu Phàm mới được phê chuẩn làm cống sinh. Vào lúc ấy, tính lại, quả nhiên ông đã nhận được vừa đúng 91 thạch nằm đấu gạo. Vương Liễu Phàm nhân việc đó lại càng tin chắc rằng sự đời thăng trầm đều do số mạng, dù nhanh hay chậm cũng đều có thời hạn định trước. Vì thế mà đối với hết thảy mọi việc, trong lòng ông đều trở nên lạnh nhạt, không còn mong cầu gì nữa. Sau khi được lên cống sinh, ông phải về kinh thành Yên Đô theo học. Ở kinh đô được 1 năm, ông thường ngồi yên tĩnh suốt ngày, chẳng đọc sách vở gì. Sau có dịp quay về chơi ở Nam Ung, trong lúc còn chưa vào nhập học, Vương Liễu Phàm liền đến viếng thăm thiền sư Vân Cốc trong núi Thê Hà. Ông cùng thiền sư ngồi đối diện trong tịnh thất, trải qua suốt 3 ngày 3 đêm, dường như không chớp mắt. Thiền sư nói: "Người đời sở dĩ không trở thành bậc thánh nhân đều là do niệm vọng nối nhau sinh khởi trói buộc. Này ông ngồi suốt 3 ngày không khởi sinh vọng niệm là do đâu?" Vương Liễu Phàm đáp: "Trước đây có tiên sinh họ Khổng từng xem số mạng cho con. Con sẽ thấy rằng mọi sự vinh nhục, sống chết ở đời đều do số mạng định sẵn. Dù có muốn vọng cầu điều này, điều nọ cũng không thể được, nên con chẳng nghĩ gì cả." Thiền sư Vân Cốc bật cười nói: "Ta ngỡ ông là bậc hào kiệt xuất chúng, hóa ra chỉ là một kẻ tầm thường."
Vương Liễu Phàm không hiểu, thưa hỏi. Thiền sư liền nói: con người khi chưa đạt được tới mức vô tâm, rốt lại đều bị những lẽ âm dương, toán số kia trói buộc. Sao có thể nói là không có số mạng? Nhưng chỉ những kẻ tầm thường mới có số mạng mà thôi. Bậc đại hiền thì số mạng không nhất định, mà với kẻ đại gian ác, số mạng cũng không thể nhất định. Ông từ 20 năm nay bị những lẽ đoán định của người khác trói buộc, không tự thay đổi được mảy may nào. Như thế, chẳng phải là tầm thường lắm sao? Vương Liễu Phàm liền hỏi: vậy ra, số mạng có thể tránh được sao? Thiền sư đáp: số mạng là do chính mình tạo ra, phước đức do chính mình mong cầu mà được. Trong sách vở Nho Gia có nhiều chỗ dạy rõ điều đó. Kinh Phật lại có nói: cầu công sanh, ắt được công sanh; cầu sống lâu, ắt được sống lâu; cầu con trai, con gái, ắt có con trai, con gái. Nói dối là giới cấm quan trọng mà Đức Phật Thích Ca đã chế định. Lẽ nào chư Phật, Bồ Tát lại nói dối để lừa gạt người đời hay sao? Vương Liễu Phàm nghe vậy liền hỏi tiếp: Mạnh Tử có nói rằng cầu ắt sẽ được, ấy là cầu nơi chính mình. Đạo đức, nhân nghĩa là ở nơi chính mình, nên có thể gắng sức cầu được. Còn như cầu công danh phú quý, vốn không ở nơi chính mình, làm sao có thể cầu được? Thiền sư Vân Cốc nói: lời Mạnh Tử vốn không sai, chỉ do ông tự hiểu sai mà thôi. Ông nghe Đức Lục Tổ có dạy rằng hết thảy dụng phước vốn chẳng xa lìa gang tấc, từ trong tâm này mà cầu thì mọi tâm niệm đều thông suốt. Mạnh Tử nói: cầu nơi chính mình, đó không chỉ là riêng được đạo đức, nhân nghĩa, mà cũng được cả công danh, phú quý, trong ngoài đều được cả. Cầu như vậy hữu ích là vì cầu được. Nếu không quay về cứu xét nơi tự thân mình, chỉ biết hướng theo ngoại cảnh, rong ruổi tìm cầu, thì mong cầu là một việc, mà được hay không lại còn tùy vào số mạng. Như vậy, có khi trong ngoài đều mất cả, vì cầu mà không được. Cầu như vậy, ắt là vô ích. Thiền sư lại hỏi: họ không đoán vận mạng suốt đời của ông như thế nào? Vương Liễu Phàm thật lòng đem hết mọi chuyện kể ra. Thiền sư liền nói: ông tự xét bản thân mình xem, có xứng đáng đỗ đạt đại khoa, có xứng đáng được sinh con nuôi dõi chăng? Vương Liễu Phàm suy nghĩ hồi lâu rồi đáp: thật không xứng đáng. Những người đỗ đạt đại khoa nói chung đều có tướng phước đức sâu dày, còn vốn phước mỏng lại không thể tích lũy công đức thiện hạnh để làm cho nền tảng phước đức sâu dày, còn lại không nhẫn chịu được những sự phiền toái khổ nhọc, không thể bao dung chịu đựng người khác, đôi khi lại cậy vào tài trí của mình mà lấn áp người khác, tính tình bộc trực, nghĩ sao làm vậy, thường xem nhẹ lời nói hay luận bàn những chuyện vô bổ, hết thảy đều là những biểu hiện phước mỏng đức bạc, làm sao có thể đỗ đạt đại khoa? Đất bùn dơ bẩn, ẩm ướt thường nhiều vật sống, chỗ nước trong vắt thường không có cá, mà tánh con lại ưa thích sự trong sạch, thanh khiết thái quá. Tánh khí ôn hòa có thể nuôi dưỡng vạn vật, mà tánh con lại thường nóng nảy, sân hận. Luyến ái là cội nguồn của sự tiếp nối sinh sản, không quan tâm tới người khác là căn bản của sự không nuôi dưỡng, mà tánh con xem trọng danh tiết của riêng mình, thường không thể quên mình giúp người. Con lại thường nói nhiều, hao tốn khí lực, thích ngồi lặng suốt đêm dài không ngủ, không biết giữ gìn nguyên khí tinh thần. Hết thảy những điều ấy đều là nguyên nhân không thể có con. Ngoài ra còn có biết bao nhiêu lỗi lầm xấu ác nữa, thật không thể nói hết. Thiền sư Vân Cốc nói: nào chỉ riêng vấn đề khoa bảng như ông vừa nói,
Người đời thụ hưởng tài sản ngàn vàng, ắt phải là người đáng hưởng ngàn vàng. Kẻ nhận tài sản trăm lượng, ắt phải là kẻ đáng nhận trăm lượng. Người chịu chết đói, ắt phải là người đáng phải chết đói. Nói là mệnh trời, bất quá chỉ là soi nơi nhân quả nghiệp báo riêng của mỗi người, vốn chưa từng có chút thêm bớt nào gọi là ý trời trong đó cả. Đến như việc sinh con cái, nhưng người có phước đức truyền được trăm đời, ắt sẽ sinh được con cháu truyền đủ trăm đời. Người có phước đức truyền được 10 đời, ắt sẽ sinh được con cháu truyền đủ 10 đời. Người có phước đức truyền được 3 đời, 2 đời, ắt sẽ sinh được con cháu truyền đủ 3 đời, 2 đời. Cho đến người dứt hẳn, không có con cháu, ấy là do phước đức hết sức mỏng manh vậy. Này ông đã biết rõ những điều sai trái của mình, những điều đã khiến ông không thể đỗ đạt đại khoa, không thể sinh con nối dõi. Vậy ông phải hết lòng hối cải, tự thay đổi, nhất thiết phải lo tu nhân tích đức, nhất thiết phải bao dung rộng lượng với người, nhất thiết phải hòa nhã, yêu thương kẻ khác, nhất thiết phải biết gìn giữ, bảo dưỡng tinh thần. Hết thảy những việc từng làm trước đây xem như đã chết từ hôm qua, hết thảy những việc từ nay về sau xem như mới được sinh ra từ hôm nay. Đó chính là ý nghĩa của việc làm sống lại thân này. Thân thể bằng xương bằng thịt này tất nhiên đã có nghiệp quả định sẵn, nhưng cái thân tinh thần nhân nghĩa đạo đức lẽ nào lại không thể tu dưỡng để thay đổi được sao? Sách Thượng Thư, Thiên Thái Giáp có nói: tai họa do trời giáng xuống còn có thể tránh né, tai họa do chính mình tạo ra thì không còn đường sống. Kinh Thi nói: lời nói, việc làm thường hợp đạo trời, ấy là tự mình cầu được nhiều phước đức. Khổng Tiên Sinh đoán rằng ông không đỗ đạt đại khoa, không có con nối dõi, đó là tai họa do trời giáng xuống, cho nên còn có thể tránh né. Nay ông nỗ lực làm việc thiện, rộng tích âm đức, đó là tự mình tạo ra phước đức. Lẽ nào lại có thể không được hưởng những phước đức ấy hay sao? Kinh Dịch nói rằng: bậc quân tử hướng về điều lành, tránh đi điều dữ. Nếu nói mệnh trời là không thể thay đổi, vậy điều lành làm sao có thể hướng về, điều dữ làm sao có thể tránh đi? Lại cũng trong Kinh Dịch, Quẻ Khôn ngay nơi phần ý nghĩa mở đầu đã nói rằng: nhà làm việc thiện, ắt có niềm vui; nhà làm việc ác, ắt gặp tai ương. Này ông đã có thể tin hiểu được chưa? Vương Liễu Phàm tin nhận lời thiền sư, lễ bái, xin học làm theo. Nhân đó liền đem hết thảy những điều lỗi lầm xấu ác đã qua đối trước bàn thờ Phật mà nêu rõ, viết thành một bản sớ dài trình báo, đầy đủ tất cả trong đó, cầu xin sám hối. Sau đó, Vương Liễu Phàm phát tâm cầu thi cử đỗ đạt, nguyện làm đủ 3.000 điều thiện để báo đáp ân đức của tổ tiên, trời đất. Thiền sư lại lấy ra một bản sách Công Quán Cách đưa cho Vương Liễu Phàm xem, dạy ông học làm theo đó, ghi chép tất cả việc làm hàng ngày. Nếu là điều thiện thì cộng thêm vào, nếu là điều xấu ác thì trừ bớt đi. Thiền sư lại dạy Vương Liễu Phàm chỉ tụng thần chú chuẩn đề, qua một thời gian ắt sẽ có linh nghiệm. Thiền sư bảo ông rằng: những người vẽ bùa chú thường nói vẽ bùa không đúng cách sẽ bị quỷ thần cười chê. Trong việc vẽ bùa có một phép bí truyền, chẳng qua đó chỉ là không khởi nên vọng niệm. Khi cầm bút vẽ, việc trước tiên là phải buông bỏ hết thảy mọi ý niệm, xuyên theo trần cảnh. Từ chỗ trong tâm không chút động niệm như thế mới phóng bút điểm xuống, gọi là tạo dựng nền tảng không phân biệt. Từ một điểm làm nền tảng đó,
cho đến khi vùng bút vẽ xong lá bùa. Nếu trong tâm tuyệt nhiên không khởi vọng niệm, thì lá bùa ấy sẽ linh nghiệm. Cho đến việc cầu đảo mệnh trời, điểm cốt yếu vẫn là phải từ nơi tâm niệm rỗng rang, không động niệm như thế mà tạo ra sự cảm ứng thay đổi. Mạnh Từ khi bàn về cái học lập mệnh còn nói: chết yểu với sống lâu vốn chẳng phải hai điều khác nhau. Phân tích đến chỗ sâu xa tinh tế thì dư thừa với thiếu thốn vốn cũng chẳng phải hai điều khác nhau. Nhân đó mới có thể tạo ra số mạng giàu nghèo. Bế tắc với hành thông vốn cũng chẳng phải hai điều khác nhau. Nhân đó mới có thể tạo ra số mạng sang hèn. Chết yểu với sống lâu vốn cũng chẳng phải hai điều khác nhau. Nhân đó mới có thể tạo ra số mạng sống chết. Người đời lấy chuyện sống chết là quan trọng, cho nên Mạnh Từ chỉ nói chết yểu, sống lâu. Nhưng kỳ thật, hết thảy những chuyện vừa lòng hay nghịch ý trong cuộc đời cũng đều cùng một nguyên lý như vậy. Cho đến câu hãy tu sửa tự thân để chờ đón mọi việc, đó là nói việc làm thiện tích đức có thể chuyển đổi mệnh trời. Nói tu sửa tự thân, đó là tự thân mình có điều gì lầm lỗi xấu ác đều phải đối trị dứt trừ đi. Nói chờ đón, đó là sẵn sàng đợi mọi việc xảy ra. Nhưng nếu trong lòng có chút mong cầu điều tốt đẹp hay nôn nao chờ đợi, đều phải dứt sạch đi. Đạt đến mức như thế, đó là tự tạo ra được cảnh giới nguyên sơ, không động niệm. Đó chính là cái học chân thật. Tuy ông chưa thể đạt được tâm thức rỗng rang, không vọng niệm như thế, nhưng nếu có thể chỉ tụng thần chú chuẩn đề, không nghĩ nhớ, không tính đến, không để gián đoạn, khi được thuần thục rồi, thì trong chỗ trì tụng cũng là không trì tụng, dù không trì tụng cũng là đang trì tụng. Cho đến lúc niệm niệm an nhiên, không còn lay động, ắt sẽ có sự linh nghiệm. Vương Liễu Phàm trước đây lấy hiệu là Học Khải, ngay trong ngày hôm đó liền đổi hiệu là Liễu Phàm. Đó là muốn nói việc học được thuyết tự lập số mạng này rồi, nên không còn muốn rơi vào khuôn khổ của những kẻ thế tục tầm thường. Từ đó về sau, lúc nào Vương Liễu Phàm cũng chú tâm tự phòng hộ suốt ngày, so với trước đây thật hoàn toàn khác hẳn. Ngày trước ông thường buông thả phóng túng, còn bây giờ luôn nơm nớp lo sợ những việc xấu ác lầm lỗi, dù khi ở trong nhà phòng kín không ai nhìn thấy, cũng không dám khởi lên những ý nghĩ xấu ác, chỉ sợ đắc tội với trời đất, quỷ thần. Gặp những lúc bị người khác oán ghét, phỉ báng, ông vẫn có thể điềm nhiên chấp nhận. Sang năm sau, bộ lễ mở khoa thi cử, tiên sinh họ Khổng từng đoán trước khoa này Vương Liễu Phàm sẽ đỗ hạng 3. Hóa ra, ông lại đỗ hạng nhất. Lời tiên đoán của Khổng tiên sinh không còn đúng nữa, nên khoa thi hương vào mùa thu, ông lại đỗ tiếp cử nhân. Tuy nhiên, Vương Liễu Phàm làm việc thiện khi ấy vẫn chưa được thuần thục, tự kiểm điểm lại bản thân còn nhiều lầm lỗi. Đôi khi, thấy việc thiện thì làm nhưng lại chưa thực sự quả quyết, mạnh mẽ, hoặc có khi làm việc cứu người mà trong lòng mình thường tự nghi ngờ kết quả, hoặc có khi hành vi thì cố gắng theo việc thiện nhưng lời nói lại có sai lầm, hoặc khi tỉnh táo thì cố sức giữ gìn theo đạo đức nhưng lúc uống rượu vào lại thường buông thả phóng túng. Mỗi ngày ông đều xét điều lầm lỗi trừ vào những việc thiện làm được, có hôm trừ hết sạch chẳng còn gì cả. Vậy nên từ năm Kỷ Tỵ phát nguyện làm việc thiện mà phải đến năm Kỷ Mão trải qua hơn 10 năm mới hoàn tất đủ số 3.000 điều thiện. Khi ấy Vương Liễu Phàm phát tâm cầu sinh con, lại cũng nguyện làm đủ số 3.000 điều thiện. 2 năm sau là Tân Kỷ thì sinh được con trai,
đặt tên là Thiên Khải. Vương Liễu Phàm làm được mỗi việc thiện đều ghi chép lại. Vợ ông không biết chữ, nên mỗi khi làm được một việc thiện thì dùng cán bút lông ngỗng chấm mực đỏ in lên tờ lịch của ngày hôm đó thành một chấm tròn. Thường là những việc thiện như bố thí thức ăn cho người nghèo hoặc mua vật sống, phóng sinh. Những ngày làm nhiều, có khi được đến hơn 10 chấm tròn như thế. Đến tháng 8 năm Quý Mùi thì đủ số 3.000 điều thiện. Ngày 13 tháng 9 năm đó, ông lại phát tâm cầu thi đỗ tiến sĩ, nguyện làm 10.000 điều thiện. Sang năm Bính Tuất, Vương Liễu Phàm thi đỗ tiến sĩ, được bổ nhiệm làm chi huyện Bảo Đề. Vương Liễu Phàm chuẩn bị sẵn một quyển sổ trắng, đặt tên là sổ trị tâm. Sáng sớm khi lên công đường, ông dặn người nhà đem sổ ấy trao cho nha dịch để mang đặt trên bàn làm việc của ông. Mỗi một việc làm trong ngày đều phân ra tốt xấu, ghi chép tỉ mỉ vào sổ ấy. Mỗi đêm lại bày hương án trước sân, noi gương Triệu Duyệt Đạo ngày xưa, cáo trình tất cả lên Thượng Đế. Vợ ông thấy những việc thiện ghi chép không được nhiều thì chau mày mà nói rằng: trước đây ông còn ở nhà, tôi có thể giúp sức cùng ông làm việc thiện, nên con số 3.000 điều thiện mới được hoàn tất. Nay ông phát nguyện làm đến 10.000 điều thiện, mà trong nhà môn lại chẳng có nhiều việc thiện để làm, vậy biết đến bao giờ mới có thể hoàn tất? Đêm đó, ông nằm mộng, bỗng gặp một vị thần, liền đem việc khó làm đủ số điều thiện mà trình bày với vị thần. Vị thần nói: chỉ riêng một việc giảm thuế ruộng cho dân, xem như 10.000 điều thiện đã đủ số rồi. Nguyên là ruộng đất ở huyện Bảo Đề, trước đây phải nộp thuế mỗi mẫu 2 phân, 3 ly, 7 hào. Khi về nhận chức, ông có xem xét lại, giảm xuống còn 1 phân, 4 ly, 6 hào. Quả thật có việc đó, nhưng lòng ông vẫn còn chút nghi hoặc, không cho rằng việc ấy lại có hiệu quả lớn lao đến thế. Vừa may khi ấy, có thiền sư Huyễn Dư từ núi Ngũ Đài đến. Ông liền đem giấc mộng ấy kể lại với ngài, rồi thưa hỏi xem việc ấy có thể tin được chăng. Thiền sư nói: nếu tâm thiện chân thành chí thiết, dù là một điều thiện cũng có thể bằng như vạn điều thiện. Huống chi ông giảm thuế cho cả một huyện, có cả vạn người dân được hưởng phúc ấy. Vương Liễu Phàm liền dùng tiền lương bổng của mình gửi nhờ thiền sư về núi Ngũ Đài, thay mình thiết lễ trai tăng cúng dường 10.000 vị tăng để hồi hướng công đức. Tiên sinh họ Khổng đoán rằng năm ông 53 tuổi sẽ gặp tai nạn rồi mất. Ông cũng chưa từng cầu xin được sống lâu hơn, nhưng rồi năm ấy trôi qua mà chẳng xảy ra việc gì cả. Khi viết chương sách này thì ông đã được 69 tuổi. Kinh thư nói: lòng trời khó tin chắc, mạng số không nhất định. Lại nói: chỉ riêng mạng số là không nhất định, những lời ấy đều không hư dối. Vương Liễu Phàm từ những việc đã qua mà hiểu được rằng mọi việc họa phúc đều do chính mình chuốc lấy. Đó chính là lời dạy của bậc thánh hiền. Nếu cho rằng họa phước đều do trời định sẵn, đó chỉ là lời mê muội của những người thế tục không biết tu tập mà thôi. Còn khi chưa biết được số mạng thì sao? Đang lúc thời vận được vinh hiển, hãy thường tưởng như đang suy sụp, sa sút. Đang lúc thời vận thuận lợi, hãy thường tưởng như đang gặp điều trái nghịch, trở ngại. Đang lúc được ấm no, đầy đủ, hãy thường tưởng như đang nghèo đói, túng thiếu. Đang lúc được người người yêu kính, hãy thường tưởng như đang phải sợ sệt, lo lắng. Đang lúc được quyền cao, chức trọng, hãy thường tưởng như đang ở vị trí thấp hèn. Đang lúc có được học thức cao xa, sâu rộng, hãy thường tưởng như mình là người thiển cận, thô lậu. Nghĩ xa thì thường lo việc nêu cao đức hạnh của tổ tiên, nghĩ gần thì thường không dám phơi bày lầm lỗi, khiếm khuyết của cha mẹ.
trên phải thường nghĩ tới việc đền ơn tổ quốc, dưới phải luôn lo việc tạo phúc cho gia đình, đối với bên ngoài phải luôn nghĩ đến việc giúp người khi khẩn thiết, đối với tự thân phải luôn ngăn ngừa những ý niệm tà phẩy của chính mình. Mỗi ngày đều tự thẩm xét để biết lỗi lầm, thì mỗi ngày đều có thể sửa lỗi. Một ngày không tự biết lỗi mình, thì ngày ấy vẫn an nhiên tự cho mình là đúng. Một ngày không có lỗi lầm nào được tu sửa, thì ngày ấy không hề có sự tiến bộ. Người đời không ít kẻ thông minh tài trí, nhưng sở dĩ không vun bồi phước đức cho sâu dày, không phát triển nghiệp lành cho rộng khắp, ấy chỉ vì sự quen theo nếp cũ, do sự rụt rè, không đủ quyết tâm để nỗ lực thay đổi, tự lập số mạng, nên cứ thế mà mê đắm trôi qua hết một đời. Thuyết tự lập số mạng mà Thiền sư Vân Cốc đã truyền dạy quả thật hết sức sâu xa, tinh túy, quả thật là một nguyên lý hết sức chân thật, chính đáng. Ai có thể đọc kỹ những lời dạy này rồi gắng sức làm theo, ắt sẽ không bỏ phí một đời trôi qua vô ích. Mọi người nghe xong câu chuyện đều gật gù tán thưởng, như vừa vỡ ra một chân lý mới. Bản thân người đàn ông cũng ngộ ra chân lý của chính mình, ngẫm kỹ rằng làm nhiều việc tốt trên đời, ắt sẽ được hưởng quả ngọt. Thời gian thấm thoát đưa thoi, mới đó mà đã đến gần 12 giờ trưa, buổi pháp thoại cũng đã kết thúc. Mọi người đều trở về với một tinh thần an lạc, bình an đến khó tả. Năm cũ đã qua, năm mới lại đến, gác lại mọi chuyện phiền muộn, khổ đau, mất mát, ai cũng vui vẻ hướng tới những điều tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn trong cuộc sống. Và Thu cũng chúc bạn có được sự an lạc đó trong tâm hồn. Xin chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì Thu xin được phép được tạm biệt mọi người. Chúc mọi người một ngày an lành, và đừng quên để lại cho mình một ấn đăng ký kênh nhé.